Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 175 của bộ truyện thiên hiệp dài kỳ cuồng đế tù chân giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh youtube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ là quyền băng quan chiến ở một bên, nhìn thấy cảnh này thì trong lòng lập tức siết chặt, trên gương mặt lãnh đạm xinh đẹp hiện ra vẻ khẩn trước. Tuy rằng Diệp Trần trước đó ở tầng tinh vực thứ tư đã từng hành hung vần phá thiên để cho là quyền băng lưu lại một cái ấn tượng khác sâu. Tuy nhiên lúc đó, vần phá thiên chỉ có tù vi cảnh giới trúc cơ tầng 5, mà Diệp Trần xác thực là cảnh giới kim đan ở trên tu vi có ưu thế tuyệt đối. Mà bây giờ, sau khi đến tầng tinh vực thứ bảy, tu vi của mọi người đều đã sàn sàn như nhau. Ưu ừ thế về tu vi của Diệp Trần tự nhiên là không còn sót lại chút nào. Mà ở loại tình huống này, Diệp Trần sẽ còn là đối thủ của Yến Cuồng Sinh sao? Dù sao, đối phương thế nhưng là tồn tại xếp hạng thứ tư trên bảng Bạch Niên Thiên Kiêu. Cho dù chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, nhưng cũng đủ để chống lại cảnh giới hóa thần sơ kỳ hơn nữa không rơi vào thế hạ phong. Nếu mà so sánh, Long thần ở một bên thì lại làm một mặt lạnh nhạt, thay vào đó đối với biểu hiện căng thẳng của Lạc quyền Băng, càng ngày càng cảm thấy tò mò, ung dung mở miệng nói: "Yên tâm đi, tiểu tử kia không có thua dễ dàng như vậy đâu." Trong khi nói chuyện, một đào bá khí của Yến Cuồng Sinh, đủ để bổ trời xanh, vỡ vụn núi sông, đã hướng đỉnh đầu Diệp Trần bổ xuống. Vẻ mặt của Diệp Trần tỏ ra lạnh nhạt, vẻ mặt không buồn không vui chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, so đo pháp sao? Hừ, vậy thì người là mong muốn được rồi đấy. Ngay vào lúc một đạo bá khí kia sắp rơi vào trên đỉnh đầu của hắn, Diệp Trần cũng như vậy lấy trưởng làm đao, trực tiếp bổ ngang ra ngoài. Hai đạo đao mang kinh người, hùng hằng va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Ngay cả không gian xung quanh cũng lập tức bị bóp méo. Hai đạo đao mang kinh người sau khi va chạm vào nhau, chẳng bay chốc thì tiêu tán thành vô hình. Tuy yến cuồng sinh kia lập tức cảm nhận được một cỗ phản lực vô cùng cường đại. Cả người ở trên không trung không thể không đổi lại liên tiếp 7-8 bước mới đứng vững được thân hình. Mà đội thành Diệp Trần ở một bên lại không hề động đậy một chút nào. Hai mắt của Yến cuồng sinh lập tức trở lên thật to, quả thực không thể tin được kết quả này. Hai người giao thủ lần đầu tiên, hắn thế mà rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa đối phương dùng thế mà còn là đao pháp mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất. Ngay cả hai người, Long Thần và Lạc Huyền Băng ở đằng sau cũng đều cảm thấy có chút ngoại ý muốn. Yến cuồng sinh vừa rồi thi triển cuồng đào quyết, thế nhưng là đạo pháp thần cấp giành chấn toàn bộ tu trần giới. Tuy rằng hắn lấy trưởng làm đao, uy lực suy giảm đi nhiều, thế nhưng cỗ đạo ý kia lại là thực sự. Không đi tới diệp huynh đệ này, trình độ trên đao pháp, thế mà có một chút cũng không kém Yến cuồng sinh. Long thầm cảm thán một câu, từ đáy lòng của mình. Lòng khuyên bác ở một bên đầu tiên là một mặt vẻ mừng rỡ, sau đó lông mày lại hơi nhíu lại, nói khẽ. Vừa rồi Yến cuồng sinh rõ ràng là chủ quan khinh địch, thực lực của người này nhưng xa xa không phải chỉ có như vậy. Long thần nhẹ gật đầu, có chút tán đầu rồi nói. Không sai, vẹn vẹn lê đào pháp mà nói, Yến cuồng sinh ở trong 10 người chúng ta khẳng định là mạnh nhất, không ai có thể vượt qua hắn. Diệp huynh đệ, nếu như tiếp tục sò đấu đào pháp với hắn mà nói, thì chỉ sợ phải ăn thiệt thòi rồi. Trong khi hai người đang nói chuyện, Yến cuồng sinh thì đang xấu hổ giận dữ đan sen, đã một lần nữa dơ lên trường đao, sử xuất chiều thứ hai. Cuồng đao quyết, thực thứ hai, vẫn tinh thần. Yến cuồng sinh lấy trường làm đao, bổ xuống một phen nữa. Ngay lập tức ở trên trời cao giống như lập tức xuất hiện vạn đạo đao mang. Một đào tiếp đối một đào hướng về phía Diệp Trần phía dưới mà bổ xuống diệp trần hừ lạnh một tiếng cũng lấy trường làm đau ở trên khoảng không trên đầu của mình vẽ ra một vòng tròn trên dưới quanh người diệp trần lập tức xuất hiện ra từng đạo đao mang giống như một cái tấm chắn rất lớn vừa vặn cản lại một kích cường đại kia của đối phương yên cuồng sinh rõ ràng cũng không nghĩ tới diệp trần chẳng những đỡ được tiến công sắc bén của hắn hơn nữa là lên đào pháp đối đao pháp hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong lại đến này yến cuồng sinh thét lớn một tiếng lập tức lại liên tiếp mấy đào hạ xuống mặt diệp trần thì lại một mặt bình tĩnh toàn bộ đều là gặp chiều phá chiều thế mà đều cản lại một bước dừng lại đừng nói là bị thương thậm chí từ đầu đến cuối thân thể cũng không có nhúc nhích một chút nào vẫn vững vàng đứng ở trên không trung giống như một cây định hải thần châm mặc cho yến cuồng sinh công kích như thế nào hắn đều đủ lù bất động đến lúc này yến cuồng sinh đã công liền một hơi bảy chiều trên mặt cuối cùng cũng dần dần thu hồi vẻ coi thường bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm túc hảo tiểu tử ta thừa nhận là coi nhẹ ngươi rồi dám so đấu đạo pháp với ta ư ừ. vậy bản công tử sẽ để cho người mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là đạo pháp tuyệt thế Quần đao quyết thực thứ sáu tùng quan thiên địa sau khi giọng nói này của yến cuồng Sinh rời xuống phía trên bàn tay của hắn giống nhìn đột nhiên xuất hiện một cây đào lớn sáng chói dài từ mấy ngàn mét dường như nối điền trời và đất lại với nhau. Phẳng phất vào đúng lúc này, ở giữa thiên địa chỉ có một đào này thôi. Là đào thế, không nghĩ tới đạo pháp của Yến Cuồng Sinh Tới mà đạt tới trình độ như thế rồi. Trước đó ta thật đúng đã xem nhạc người này. Long thần ở đằng xa, sau khi thấy cảnh này, thì vẻ mặt lập tức trở nên kinh ngạc, không thể không ngẹn ngào lầm bẩm nói trong một câu trong suy nghĩ của hắn. Có thể nói bản thân của hắn trước đây đã xem thường người này một chút mà là quyền băng càng là hành lập tức đột nhiên đứng dậy một khi phát hiện tình huống không đúng thì chuẩn bị tùy thời đi lên cứu giúp diệp trần đao thế sao đây là cảnh giới đao pháp cao hơn một tầng so với đạo ý yến cuồng sinh thì triển cho đao pháp trước đó Vẹn vẹn chỉ là bao hàm một đạo đao ý mà bây giờ một đao này lại đã bao hàm đao thế một đạo đao khí giống vậy uy được chỉ sợ tăng lên không chỉ mười lần vô luận là đao pháp kiếm pháp hay là thương pháp các loại bình khí chỉ đạo, đại thể đều bao quát ba tầng cảnh giới theo thứ tự là ý, thế và vực. Người bình thường cố gắng cả đời, ngay cả cánh cửa cảnh giới đao ý, chỉ sợ cũng không chạm tới, chứ đừng nói gì tới cảnh giới còn cao tâm hơn, cả đao ý là đao thế và đao vực. Tuổi của Yến Cuồng sinh còn trẻ mà đã định ngộ được cảnh giới đao thế, hoàn toàn chính xác không phụ danh tiếng thiền kiều. Này tiểu tử, bây giờ nếu như người nhận thua thì còn kịp đấy, bằng không bản công tử hạ một đào kỳ xuống, ngươi chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này của ngươi. Yến cuộng sinh tay cầm đao khổng lồ sáng chói, vẻ mặt treo lên một nụ cười tự tin, giống như là chiến thần ở trên trời cao, nhìn xuống diệp trần ở phía dưới, như thể nhìn xuống một con kiến hôi. Hắn vốn không muốn lộ lá bài tẩy này của mình, đã sớm như vậy. Thế nhưng trước đó bị một đau của Diệp Trần bước lui để hắn cảm nhận được vô cùng nhục nhã, thế là bật chập tất cả rồi. Không đi tới Diệp Trần cười lạnh, ngẩng đầu nhìn yến cuồng sinh ở trên không trung một cái, trên mặt mang theo một vệt đùa cợt nhàn nhạt, nhạt mà nói, chẳng qua chỉ là đau thế mà thôi, giật lợi hại có phải không? Nói xong lời này, diệp trần bỗng nhiên chậm rãi nhắm hai con người lại, không nói thêm gì nữa. Yến cuồng sinh lập tức sững sờ, ngay cả long thần và lạc huyền bằng đang quan chiến ở đằng xa, cả hai cũng đều vô cùng ngạc nhiên, hiện nhiên cũng nghĩ mãi mà không hiểu diệp trần đang làm cái trò quỷ gì. Yến cuồng sinh trợ dậy đát lập tức bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Này tiểu tử, người đến cùng có nhận thua hay không? Diệp Trần vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt lại, hơn nữa không có nói câu nào, giống như là người ngu ngốc vậy. Người đã muốn chết, vậy thì bản công tử thành toàn cho ngươi. Thế Diệp Trần mà sắc chính mình, Yến Cuồng Sinh rơi cơn tức giận, cũng không kịp nhớ tới là huyền băng còn đang ở một bên. Trực tiếp thảo túng đau khổng lồ sáng chói trong tay, hướng Diệp Trần ở phía dưới hùng hằng chém xuống. Không được! Hai con người của Lạc Huyền Bằng lập tức trừng lớn một cái, nhưng không được muốn tiến lên ứng cứu. Không ngờ tới là bị long thần ở một bên ngăn lại. Đừng nóng, tin tưởng ta đi. Diệp huynh đệ không có chết dễ dàng như vậy đâu. Tránh ra! Lạc Huyền Bằng khẩn trương. Thế nhưng sau khi long thần cản lại, một đau khổng lồ sáng chói trong tay của Yến Cuồng Sinh kia đã rơi xuống rồi. Ngay vào lúc này, chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, trên người Diệp Trần đột nhiên dừng lên một đạo đau mang sáng chói sồng lên tới tận trời cao. Chỉ nói về khí thế, vậy mà tuyệt đối không kém hơn yến cuồng sinh bao nhiêu. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ này, Long Thần và La Quyền Băng, cả hai lập tức đều trợn mắt há mồm. Đào thế, hắn thế mà cũng lĩnh ngộ ra được đau thế, chẳng lẽ là mới vừa rồi. Yến cuồng sinh càng làm mặt mũi đầy vẻ khó tin. Không có khả năng, đây là không có khả năng. Hắn vì lĩnh ngộ đào thế, thế nhưng là hao phí thời gian tới tận 10 năm gần đây. Tiểu tư này chỉ là nhắm mắt một lúc, vậy mà ở trên cảnh giới đao pháp liền đã đuổi kịp hắn điều này làm cho hắn làm sao có thể chấp nhận được hai đạo đào màng sáng trói ở trên không trung hùng hằng va chạm vào nhau không gian xung quanh lập tức bị hai đạo đào màng kinh khủng va chạm vào nhau này mà rõ ràng vỡ ra diệp trần liên tiếp lùi lại mấy bước mà yến cuồng sinh cũng lùi lại hai ba bước bởi vì yến cuồng sinh là bên tấn công diệp trần cuối cùng vội vàng xuất thủ cho nên hai chiều này của hai người không sai biệt lắm coi như là lực lượng ngang nhau. Không có khả năng, đây là không có khả năng. Sau khi Yến Cuồng Sinh đứng vững thân hình thì là lập tức hồ to lên. Hắn vẫn luôn tự nhận trình độ trên đạo pháp của mình ở bên trong thế hệ tuổi trẻ là chưa từng có đối thủ. Cho dù là Long Thần đứng đầu bảng tiên kiêu, chỉ nói về đạo pháp cũng không có cách nào đánh đồng với hắn. Nhưng là bây giờ, Diệp Trần thể hiện ra trình độ đạo pháp thế mà hoàn toàn không kém gì so với hắn. Hơn nữa, nếu như cần nhắc đến tù vì và tuổi tác của Diệp Trần, thậm chí thiên phú ở trên Đào Pháp còn xa xa vượt qua hắn. Thứ mà chính mình vẫn luôn đáng tự hào nhất, bỗng nhiên bị người ta lập tức nghiền ép. Điều này làm cho Yến Cuồng Sinh thực sự không thể nào tiếp thụ được. Hắn làm sao mà biết được rằng Diệp Trần kiếp trước từng là tồn tại đứng ở trên đỉnh cao của tu chân giới. Tuy rằng chủ tu không phải là Đào Pháp, chỉ đạo, thế nhưng mà trình độ ở trên Đào Pháp cũng không kém thậm chí cũng đã vượt qua cảnh giới đào vực, đạt đến cảnh giới càng cao hơn nữa. Chỉ có điều tu vi bây giờ của hắn có hạn, cảnh giới cao hơn, căn bản là không có cách nào thi triển ra mà thôi. Mà chỉ là cảnh giới đào thế mà thôi, hắn chỉ cần tìm lại loại cảm giác này thì tự nhiên là có thể dễ dàng thi triển ra được. Không, không thể nào. Yến cuồng sinh một lần nữa giống lớn một tiếng. Bên trong hai con người hiện ra thần sắc khó có thể tin đổi. Ta không tin, tuyệt đối ta không tin tưởng được trên cây yến cuồng sinh đột nhiên sinh ra một cỗ sát khí cường đại. Cuồng đào quyết thức thứ bảy, quỷ khốc lang hào. Không biết có phải là vị khí tức của yến cuồng sinh biến hóa mà ảnh hưởng hay không. Đàm bằng trói sáng kia trong tay của yến cuồng sinh đột nhiên biến thành màu đỏ thắm quỷ dị. Thậm chí hiện ra một cỗ khí tức tà ác. Hơn nữa, một tiếng giống như quỷ khóc sói khào từ bên trong đạo đào bằng quỷ dị này phát ra, truyền ra xa xa bên ngoài, vang vọng thật lâu không thôi. Không được, không được. Long thần ở đằng xa tới cảnh này thì lập tức nghẹn ngào, mở miệng nói. Nghe nói cuồng đào quyết này từ trăm vạn năm trước xuất ra dưới thành một vị đại năng ma đạo. Sau khi được cao nhân tiền bối của Thái Huyền Tông cải thiện, quỳ nạp về chính chiêu, trở thành một loại đào pháp thần cấp. Chỉ có điều nghe nói sáu thức đầu coi như bình thường, mà ba thức cuối cùng, một chiêu so với một chiêu quỷ dị tà môn. Thái Huyền Tông vẫn luôn cấm chế bồn hạ đệ tử, tự ý tù luyện không nghĩ tới yến cuồng sinh này hắn thế mà lại học được nghe được lời giải thích của long thần là quyền băng cũng đã biến sắc mặt thấy một đào kia rời xuống lúc này nàng muốn xuất thủ cứu giúp hiển nhiên đã không kịp nữa đao mang của hai người lại hùng hằng va chạm vào nhau một phen nữa đạo đao mang kia mang trong lòng bàn tay của diệp trần lại bị một đao của yến cuồng sinh chém làm hai nửa tuy nhiên thế đi cũng không giảm hướng diệp trần ở phía dưới hùng hằng bổ xuống đi chết đi hai mắt của Yến cuồng sinh đỏ ngầu như là tàu hỏa nhập ma, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn. Diệp Trần! Lạc Huyền bằng thấy cảnh này thì lập tức kinh hô một tiếng, lập tức phi thần vọt tới, chỉ tiếc rõ ràng là có chút không còn kịp nữa rồi. Đạo đào màng kia lộ ra ký tức vừa tà ác vừa hung hăng chém rụng xuống dưới. Mà Diệp Trần vậy mà không có động một chút nào, thay vào đó lại giơ hai tay lên, hai tay giao thoa với nhau ngăn cản đi lên. Ngủ ngốc! Thế cảnh này, Long thần lập tức âm thầm lắc đầu. Yến cuồng sinh xử xuất trong một đào tà ác này, cho dù là hắn cũng không dám coi như là không quan trọng. Diệp Trần thế mà, định dùng hai tay ngăn cản, hắn chẳng lẽ là muốn tìm cái chết hay sao? Đà mang tà ác màu đỏ thắm, hùng hằng chém xuống ở trên cánh tay của Diệp Trần, không một chút lưu tình nào cả. Mà cùng lúc đào mang rơi xuống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới của Diệp Trần, đột nhiên bộc phát trong một đạo ánh vàng sáng chói. Kìm giáp hộ thân thiên tầm thánh y lưu thị kim thân ở trong nhánh mắt thì diệp trần vậy mà lấy tất cả thuật phòng ngự của chính mình ra tất cả đều một mạch xuất ra trên người diệp trần đột nhiên dâng lên một cái lồng phòng ngự hình màu vàng kim trên cánh tay xuất hiện một đôi giống như là một bộ giáp màu vàng kim bảo vệ cánh tay thiên tầm thánh y ở bên trong bề là tình hải tuy chẳng không cách nào sử dụng nhưng cũng từ bên trong y phục của hắn hiện lên đi ra ít nhất có thể giúp cho hắn ngăn cản một số tổn thương vật lý. Đạo đam vang hiện ra ký tức tả á kia, cuối cùng vẫn là chém xuống trên cánh tay của Diệp Trần. Dưới một cỗ lực lượng trùng kích cường đại, Diệp Trần lập tức bay ngược ra ngoài, huyết khí trong thể nội sôi trào, xuyên chút nữa thì phun ra một gụm máu tươi. Tuy nhiên cũng may, thường thế cũng không tính là quá nặng. Cánh tay mặc dù có chút lầm rầm tề dại, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại cả. Cái gì? Hắn tên mà cứng rắn chống đỡ được sao? Chẳng những yến cuồng sinh tới cảnh này, mặt mũi cũng đầy vẻ khó tin, ngay cả long thần ở đằng sau cũng đã trợn mắt, há hốc mồm. Một đau vừa rồi của yến cuồng sinh, nếu như hắn sử dụng thần thông huyết mạch long tộc, thì tự nhiên cũng có thể ngăn cản. Thế nhưng Diệp Trần là một phàm nhân, vậy bà cũng có thể dùng nhục thần đối cứng. Cái này có chút khó tin rồi. Chờ một chút, trước người hắn ta vừa rồi xuất hiện giáp vàng kim hình như giống như là huyết mạch thần thông của hoàng kim băng giáp mãnh tượng hình như làm sao lại xuất hiện trên người của hắn quả nhiên là kỳ quái cùng lúc đó thân hình của diệp trần mới vừa vặn đứng vững thân hình là quyền băng đã vọt tới trước mặt của hắn mặt mũi đầy vẻ lo lắng diệp trần người không có sao chứ hắn có làm người bị thương chỗ nào hay không diệp trần mỉm cười huyền băng ta không sao hắn có thể chưa thể gây tổn thương được cho ta Yến cuồng sinh ở trên trời cao nghe được điều này, thì trên mặt không những là vốn tràn gập khiếp sợ, lập tức dần lên một cỗ sát ý nồng đậm. Này tiểu tử, đây là người bức tà đấy. Cuồng đào quyết thức thứ 8, sát thần nhất đao. Yến cuồng sinh đang trong quá trình thi triển ra thức thứ bảy càng người đã có dấu hiệu tàu hỏa nhập ma, dường như thần trí đã bắt đầu trở nên không quá bình thường. Trên người đằng đằng sát khí phát ra vậy. Sau khi Yến cuồng sinh thét lớn một tiếng, một đạo đao mang sáng chói lần nữa xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Hơn nữa lần này, vậy mà biến thành màu đỏ tươi, so với một đạo trước đó, dường như càng tà ác hơn, càng sắc bén hơn nữa. Mặt trường bào của Yến Cuồng Sinh không gió mà bay, tóc dài cũng đều biến thành màu đỏ. Ngay cả hai con ngươi cũng hoàn toàn trở nên đỏ ngầu, giống như sát thần hàng thế. Mà cách ngả lạc huyền băng nhìn thấy bộ dáng này của Yến Cuồng Sinh cũng không thể không hơi sững sờ lập tức lách mình ngăn cản ở trước mặt diệp trần người lui ra đằng sau để ta tới đối phó với hắn theo suy nghĩ của lạc huyền băng yến cuồng sinh bây giờ rơi vào bên trong loại trạng thái này cho dù là nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đạp tan hoàn toàn diệp trần chỉ sợ cũng không có được tuy rằng trong nội tâm của nàng cũng rất tò mò trước đó diệp trần vì sao lại có thể dùng nhục thân chống lại thức thứ bảy của yến cuồng sinh thế nhưng là thức thứ tám trước mắt này hiển nhiên là so với thức thứ bảy trước đó càng tà ác hơn, càng cường đại hơn nữa. Coi như nhục thân của Diệp Trần cường hãn, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Không nghĩ tới ngay vào lúc Lạc Huyền băng chuẩn bị ra tay, Diệp Trần thế mà đã vọt ra ngoài, ngược lại hướng yến cuồng sinh đón đầu sông tới. Người bị điên rồi sao? Nhanh quay trở lại. Lạc Huyền băng gấp đến không nhịn được, nhịn không được khẽ quát một tiếng. Tuy nhiên Diệp Trần giống như không có nghe được, lúc này đã vọt tới bên trong phạm vi ngàn mét của yến cuồng sinh, bàn tay hơi nắm một cái, một đạo đao mang sáng chói lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. không biết tự lượng sức mình, hai mắt yến cuồng sinh đã càng ngày càng đỏ ngầu, nhìn thấy diệp trần lại dám đi lên chịu chết, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười tà ác và dữ tợn, đồng thời còn mang theo một chút đắc ý và kiểu ngạo. không có người có thể có tiền phú trên đạo pháp chỉ đạo vượt qua ta, tuyệt đối không có. Trong khi nói chuyện, theo cánh tay của Yến cuộn sinh bỗng nhiên hạ xuống. Đạo đàm màng tỏ lớn sáng chói màu đỏ tươi kia cũng hướng về phía Diệp Trần hùng hằng chém xuống. Diệp Trần màu tránh ra. Lạc huyền bắc ở đằng sau lập tức quát lớn một tiếng, đồng thời chuẩn bị tiến lên nghi cách cứu viện. Tuy nhiên ngay vào lúc này, chính nghe ầm ầm hai tiếng, chân người Diệp Trần đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức hủy diệt làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trên đỉnh đầu của Diệp Trần đột nhiên xuất hiện một đạo đào mang màu xám vô cùng quỷ dị. So sánh với đạo đào mang của Yến Cuồng Sinh kia, thì đạo đào mang màu xám này dường như rất không đáng chú ý. Bất luận là khí thế hay là hình thái đều rất bình thường, thậm chí cho người ta một loại cảm giác rất yếu đuối. Tuy nhiên, chờ hai đạo đào mang ở trên không trung va chạm vào nhau, đạo đào mang màu đỏ tươi mà Yến Cuồng Sinh sử xuất ra, vậy mà giống như chuột gặp phải mèo, trong nháy mắt vỡ vụn ra ở dưới tác dụng của lực lượng phản vệ càng cây yến cuồng sinh trực tiếp ngã bay ra ngoài đồng thời điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi thật lớn thấy cảnh này là quyền băng lập tức ngầy dại lòng thần cũng sững sờ tại đương trường yến cuồng sinh thì mặt mũi càng là đầy vẻ khó có thể tin thậm chí cũng bắt đầu muốn nghi ngờ vào cuộc sống cuồng đao quyết thực thứ 8 gần như đã là cấm thuật mạnh nhất của thái huyền tông không phải vạn bất đắc dĩ Yên cuồng sinh nói cái gì cũng sẽ không tùy ý thì triển ra. Vốn cho rằng đối phó một tên tiểu tử không có danh tiếng, có lẽ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng làm sao cũng không gỡ tới. Người ta, thất bại chính là hắn. Hơn nữa, còn thua ở trên đao pháp mà chính mình cảm thấy tự hào nhất. Thậm chí đang buồn nhất chính là hắn vậy mà đều không biết chính mình là bại như thế nào. Khí tức này chẳng lẽ là hủy diệt quy tắc ư? hắn thêm bà đã bắt giữ được lực lượng quỷ tắc sao? Ở đằng xa, Long Thần sừng sốt một lát, bỗng nhiên ngạn ngào một câu, hai mắt trợn lên thật to, lần đầu tiên hiện ra vẻ vô cùng, vô cùng chấn kinh. Lực lượng của quỷ tắc chính là lực lượng bản nguyên của thế giới này. Đó là lực lượng duy nhất chỉ có độ kiếp đế quân mới có thể nắm giữ được. Tù vì thật sự của hắn, ngay cả cảnh giới hóa thần cũng không có đạt tới, thêm mà đã nắm giữ được lực lượng quỷ tắc sao? chẳng lẽ hắn là một vị siêu cấp đại năng nào đó chuyển thế hay sao? Long thần càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, trong đầu đột nhiên tung ra một đạo ý nghĩ kinh người. Bên trong đôi mắt hiện ra vẻ chấn kinh, lập tức càng ngày càng đồng đượm. Lạc huyền băng tuy rằng cũng không có nhìn ra, bên trong đạo đào mang này của Diệp Trần vậy mà bao hàm lực lượng quy tắc. Thế nhưng là nàng ta có một loại trực giác, một đau kia của Diệp Trần nếu như đổi lại là nàng ta, chỉ sợ cũng không tiếp nổi bởi vì nàng ta có thể từ bên trong một đao kia cảm nhận được một cỗ cảm giác uy hiếp thật mạnh mẽ. Còn về yến cuồng sinh, tuy rằng cũng có loại cảm giác này, thế nhưng là bây giờ, để hắn nhận thua hoặc là đầu hàng, hắn đều có chút khó mà mở miệng. Lúc trước, hắn còn thể son sắt, muốn ở trong vòng bởi chiều giải quyết được đối phương. Kết quả bây giờ mới tì triển đến chiều thứ 8, hắn gần như đã lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Hơn nữa thêm mà còn thua ở trong tay của đối phương, Điều này làm sao làm cho hắn có thể chịu đựng được? Không có khả năng, ta không tin ta sẽ thua bảy ngươi. Sau khi Yến Cuồng Sinh thở dốc một trận, bỗng nhiên giống lớn lên một tiếng, có vẻ vô cùng không cam lòng. Mặt thấy Yến Cuồng Sinh muốn ra tay với Diệp Trần lần nữa, ngay lúc này, bạch một tiếng, một bóng người bỗng nhiên ngăn ở trước mặt hắn, bỗng nhiên chính là Long Thần. Yến Sư Đệ, người không phải là đối thủ của Diệp Huỳnh Đệ đâu, hay đã đến đây thì dừng tay đi, nếu người thật muốn vị trí kia, ta thẳng vị trí của ta cho ngươi, người ấy thấy như thế nào? Yến cuồng sinh nghe được điều này, lập tức hơi sững sờ, chợt lại liếc mắt nhìn nơi xa. Trên đỉnh đầu Diệp Trần đạo đào mang tràn ngập ký tức hủy diệt kia, cuối cùng nặng nề thở ra một hơi. Thôi, ta nhận thua là được. Nói xong câu này, thân thể của Yến cuồng sinh nhón một cái, bay thẳng thân người tới chính giữa vách núi treo leo kia. Ở đây có 10 đài cao kia, tùy ý chọn một vị trí, ngồi xuống ở trong đó. <laughs> Diệp huỳnh đệ, người thật đúng là để cho ta phải lau mắt mà nhìn đấy nha. Ba người trở lại trên đài cao. Long thần hướng về phía Diệp Trần mở miệng cười ha hả cất tiếng nói. Sâu trong đôi mắt lại lóe ra ánh mắt kỳ dị. Diệp Trần cười nhàn một tiếng. Biết Long thần đã có chỗ nghi ngờ với nội tình của mình cũng không nói thêm gì. Lại qua một lúc lâu, nơi ta truyền đến một tiếng vàng nữa hiển nhiên đã lại có người mới tiến vào tầng tinh vực thứ bảy này. Chỉ chốc lát, cái bóng người kia đi tới trước mặt mọi người, bỗng nhiên chính là người mà trước đó ở tầng tinh vực thứ tư đã từng giao thủ với Diệp Trần, Vân Phát Thiên. Vân Phá Thiên nhìn thấy Long Thần và Lạc Huyền Băng cũng không có cảm thấy ngoại ý muốn, thậm chí nhìn thấy Yến Cuồng Sinh xếp hạng ở phía dưới hắn cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao lúc trước hắn bị Diệp Trần đánh thành trọng thương, bởi vậy mới nhất là không ít thời gian. Bị Yến Quần Sinh vượt qua, tự nhiên cũng đã hợp tình hợp lý. Tuy nhiên chờ khi hắn nhìn thấy Diệp Trần, thì cả người ngay lập tức cảm thấy rất tệ. Hắn thế mà còn tới trước cả ta, điều này sao có thể chứ? Tuy rằng trước đó ở tầng tinh vực thứ tư, Vân Phát Thiên từng bị Diệp Trần đánh bại, nhưng hắn cũng không cho là mình phải kém hơn so với Diệp Trần. Hắn thấy Diệp Trần chẳng qua chỉ có vận khí tốt, tù vì khôi phục nhanh hơn hắn, lợi dụng áp chế bên trên cảnh giới cho nên mới có thể đánh bại được hắn nhưng khi đó rõ ràng là hắn rời khỏi tầng tinh vực thứ tư trước diệp trần còn mang theo lạc huyền băng cả người bị thương nặng thế mà vẫn có thể chạy tới tầng tinh vực thứ bảy trước hắn một bước điều này lập tức để cho vân phá thiên cảm nhận được uy hiếp cực lớn nếu như nói yến cuồng sinh có thể vượt qua hắn hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận diệp trần chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử không có danh tiếng chỉ có tu vi cảnh giới nguyên anh, thế mà cũng vượt qua hắn, dựa vào cái gì? Không phải là lạc quyền băng ra tay giúp hắn chứ? Đúng, chắc chắn là như vậy. Bằng không lấy thực lực của hắn, làm sao lại đến tầng tinh vực thứ bảy nhanh tới như vậy? Vân phát thiền càng nghĩ, càng không cam lòng. Cuối cùng thân thể nhoáng một cái, đã đi tới trước chỗ đại cao của Diệp Trần. Này tiểu tử, vì này, người, người còn chưa có tư cách để sử dụng đâu. Cút xuống phía dưới đi thôi. Khẩu khí cùng với Yến cuồng sinh trước đó không khác nhau là mấy. Ở trong suy nghĩ của Vân Phá Thiên, trước đó ở tầng tinh vực thứ tư, hắn sở dĩ sẽ thua bởi Diệp Trần, đó là bởi vì tu vi của mình khôi phục chưa có đủ. Ở trên cảnh giới bị Diệp Trần áp chế, nhưng bây giờ đến tầng tinh vực thứ bảy, tu vi của mọi người đều là cảnh giới nguyên anh, hắn lại có cái gì mà phải sợ đây? Diệp Trần nhìn qua Vân Phá Thiên vành váo, tự đắc trước mặt mình, lập tức cười cười, tuy nhiên lại là, là cười lạnh người muốn ngồi vào vị trí này vậy phải xem xem người có đủ bản lĩnh đó hay không đã trước đó đối với yến cuồng sinh diệp trần không nhiều thì ít vẫn còn lưu lại mấy phần lực lượng nhưng đối mặt với tên vân phá thiên trước mắt này diệp trần cũng không có ý định lưu thủ một chút nào đã chính hắn muốn đụng vào họng súng thì trực tiếp bóp co bắn chết hắn đi hoặc là đuổi ra khỏi mê la tinh hải là tốt nhất ngay vào lúc diệp trần chuẩn bị đứng dậy động thủ là khuyền băng ở một bên lại đứng dậy trước Diệp Trần. Vân phá thiên, trước đó ở tầng tinh vực thứ tư, người đầu tiên là lừa ta và ngươi phối hợp săn giết bằng giáp mãnh tượng. Sau đó thì lại qua cầu rút ván, ra tay đánh lén ta. Cái món nợ này chúng ta phải cũng nên tính toán thật tốt hay không hả? Cùng lúc giọng nói rời xuống, Lạc Quyền Băng đã trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Hai ngón tay của Lạc Quyền Băng làm kiếm, trực tiếp một chỉ đâm ra. Một đạo kiếm mang sáng chói màu băng nam tròng nháy mắt bắn về phía của vân phá thiên, vân phá thiên hiện nhiên cũng không nghĩ tới, lạc quyền băng lại nói ra tay liền ra tay, con ngươi lập tức hơi co rụt lại, thân hình lập tức nhanh chóng lùi lại, tròn vẹn thôi lui đến hơn mấy ngàn mét mới tranh đi đảo kiếm khí lăng lệ kia của lạc quyền băng. tuy nhiên lạc quyền băng đắc thế không tha người, thân thể mềm mại ở trên không trung sau khi đập lóe một lúc, tròng nháy mắt đã đuổi theo, liên tiếp mấy đạo kiếm khí công ra. Vân Pha Thiên lập tức có chút luống cuống tay chân. Thực lực của hắn vốn không bằng lạc huyền băng, bằng không cũng sẽ không đành phải đứng ở vị trí thứ ba. Bây giờ lại bị lạc huyền băng đoạt tiên cơ, tự nhiên càng không thể địch nổi. Trong đáy mắt cũng đã rơi xuống thế hạ phong. Tuy nhiên Vân phá Thiên này đến cùng cũng là nhân vật thiên tài hiếm có. Kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Tuy rằng bị lạc huyền băng chiếm trước tiên cơ, nhưng ở dưới một phen đầy phòng cố thủ cũng dần dần đứng vững bước chân miễn cưỡng đã có thể đối phó là quyền băng muốn hoàn toàn đánh bại vân phát thiên hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì kỳ quái thực sự là kỳ quái long thần quan chiến ở nơi xa bỗng nhiên lắc đầu thở dài một trận rồi nói diệp trần hết sức hiếu kỳ nhìn không được mà hỏi cái gì kỳ quái chứ long thần nhìn qua bên trong chiến đấu của hai người ở nơi xa không thể không lắc đầu lần nữa chậm rãi nói Huyền băng tiên tử tu luyện chính là tuyệt tình chi đạo, kiếm pháp vẫn luôn được biết đến là tuyệt tình và lãnh khốc. Nói thật, cho dù là ta cũng không nguyện ý tùy tiện giao thủ với nàng, bởi vì bên trong kiếm ý của nàng không trộn lẫn một chút tình cảm nào, gần như có thể nói là mất hết tình người. Nhưng là bây giờ, kiếm pháp của huyền bằng tiên tử dường như không có lăng lệ như trước đó, vậy mà có nhiều hơn một phần lo lắng và do dự. Nếu không phải như thế, Vân Phát Thiên Kiến lúc này chỉ sợ sớm đã thua rồi. Long thần nói xong lời này, không thể không quay đầu, nhìn thật sâu vào Diệp Trần, giống như cười mà không phải cười mà nói. Huyền băng tiên tử có biến hóa như thế, sẽ không phải là có quan hệ gì với Diệp huynh đệ chứ. Diệp Trần lập tức ngạc nhiên một lúc, sau đó sắc mặt thay đổi lớn, trong miệng không thể không lẩm bẩm nói. Tuyệt tình chi đạo, tuyệt tình chi đạo, chẳng lẽ tù luyện đạo này thì không thể động tình chẳng lẽ kiếp trước... Nhớ lại kiếp trước, sau khi tu vi của lạc huyền băng giảm mạnh, bị tuyệt tình cư trục xuất khỏi sư môn, về sau thì hoàn toàn biến mất vô tung, chẳng lẽ cũng là bởi vì động tình hay sao? Chỉ là không biết nàng ta động tình đối với người nào. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ phải tán loạn, một bên các chiến đấu của hai người kia đã đến tình trạng gay cấn. Tuy rằng là quyền băng vẫn như cũ có thể chiếm thế thượng phong, thế nhưng là muốn đánh bại Vân Phá Thiên thì lại có độ khó không nhỏ. Mà sau khi tâm lý của Vân Phá Thiên dần dần ổn định lại, thì lập tức nhìn không được cười lên hà hà. Lạc huyền băng, hoa tràng người chẳng qua cũng chỉ có thể như thế. Xem ra trước đó ta còn thực sự là đánh giá cao ngươi. Nghe được tiếng trào phúng không chút kiêng kỵ nào của vận phá thiên, đôi mi thành thú của lạc huyền băng nhíu chặt lại, vẻ mặt trở nên dường như có chút khó coi. Thật ra thì ngay cả chính nàng cũng không nói nên được cái loại cảm giác này. Luôn cảm thấy mình gần đây dường như thiếu đi mấy phần điểm tin tất thắng. Trong kiếm ý trước kia thuần túy vô cùng, bây giờ thì dường như nhiều hơn mấy phần tạp niệm. Bỗng nhiên trong đầu lạc huyền băng cũng không biết tại sao, đột nhiên lại tung ra khuôn mặt tươi cười của Diệp Trần. Suy nghĩ này vừa mới sinh ra, lạc huyền băng mơ hồ cảm giác trong lòng mình có một loại tín niệm nào đó giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trong lúc nhất thời, lạc Quyền băng xuất thủ càng ngày càng trở nên do dự, khi thế cũng lập tức suy yếu đi rất nhiều. Kiếm mỹ càng ngày càng không có sự sắc bén như trước đó nữa mà vân phá thiên tuy rằng không biết lạc huyền băng xảy ra chuyện gì lại lập tức nắm lấy cơ hội phản công ngược lại khí thế phóng đại một lần hành động vượt qua lạc huyền băng <laughs> lạc huyền băng xem ra hôm nay cái vị trí thứ hai trên bảng thiên kiêu này của ngươi cũng đến đổi chủ rồi sau khi vân phá thiên đổi thủ làm công thì ngay lập tức càng ngày càng đắc ý nhìn không được cười lên hà hà lạc huyền băng hừ lạnh một tiếng lập tức cũng là tập trung ý chí dứt bỏ tạm điểm trong lòng, trong mấy chốc lại ổn định lại cục diện, nhưng vẫn rơi vào thế hạ phòng như cũ. Ngay vào lúc Vân Phát Thiên đang đăng ý vô cùng, bỗng nhiên nghe oanh một tiếng, một đạo đao mang tràn ngập ký tức hủy diệt, đột nhiên xuất hiện khoảng trống ở trên đỉnh đầu của hắn, hướng hắn hùng hằng bổ xuống. Hóa ra lại chính là Diệp Trần ở xa xa một bên, cuối cùng không kìm nén được xuất thủ đối với Vân Phát Thiên. Này tiểu tử, người dám đánh lén ta sao? Vân phá thiên trong lòng đổi giận, không kịp nghĩ nhiều, lập tức không lo tiếp tục truy kích lạc quyền bằng được, đành phải ngưng tụ trong một đạo kiếm mang đón đầu ngăn cản tới. Với đạo đào mang hủy diệt của Diệp Trần rời xuống, kiếm mang của Vân phá thiên trong nháy mắt bị vỡ nát ra. Cái gì? Vân phá thiên không nghĩ tới, uy lực một kích này của Diệp Trần thế mà lại cường đại đến tình trạng như thế, lập tức toàn lực vận chuyển chân nguyên hộ thể, muốn ngăn trở đạo đào mang quỷ dị kia. Chỉ nghe rằng rắc mấy tiếng, trần quyền hộ thể của vân phá thiên lập tức bị chém thành vỡ nát một lần nữa tuy rằng trải qua hai lần chặn đánh đạo đào màng mà diệp trần thi triển ra kia ảm đạm đi rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chém xuống trên đầu vai của vân phá thiên tuy nhiên ngay vào lúc đào màng rơi vào trên đầu vai của vân phá thiên trên người của hắn đột nhiên phát ra một đạo hào quang sáng chói lại là món pháp y tiền khí kia của hắn có tác dụng tay hắn chặn lại một đạo đao khí hủy diệt cuối cùng Tuy nhiên Vân Phát Thiên cũng không dễ chịu gì. Sau khi ngay lập tức điên cuồng phun trong một cụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, tròn vẹn lui lại ra ngoài tới mấy ngàn mét, mấy miệng cưỡng đứng vững vàng thân hình của mình. Hỗn đạn! Người, người cũng dám đánh lén ta! Người, người! Thật hèn hạ, bị ổi! Sau khi Vân Phát Thiên đứng vững thân hình, thì lập tức quát lớn một tiếng, hai mắt lập tức giận đến đỏ cá lên, gần như sắp muốn phun ra lửa. Hắn vốn không có để Diệp Trần vào trong mắt, lại thêm Diệp Trần đột nhiên đánh lén. Trong lúc nhất thời, hắn không kịp phản ứng, cho nên lúc này một kích của Diệp Trần mới thành công được. Lúc này đã bị thương không nhẹ. Điều này làm cho hắn làm sao mà không giận. Như nhau cả thôi. Ngày đó, lúc người qua cầu rút ván, đánh đánh huyền băng tiền tử. Nhưng có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không? Diệp Trần mở miệng diễu cợt một câu, đồng thời thân hình ở trên không trùng lưu lại từng đạo tàn ảnh đã nhanh như chớp vọt tới trước mặt Vân Phá Thiên, không nói hai lời, lần nữa một đạo đao mang chém xuống. Người! Vân Phá Thiên lúc này khí huyết trong thể đội, còn đang quay cuồng không ngừng. Nào nghĩ tới Diệp Trần thế mà lại hèn hạ như thế. Tức giận đến suýt chút nữa thì lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Lập tức cũng chỉ thành toàn lực ngăn cản. Diệp Trần được thế không tha người. Sau khi liên tiếp chém ra vài đao Vân Phá Thiên lập tức liên tục bại lui, nếu không phải trên người hắn có mang theo pháp y cấp bậc tiền khí, chỉ sợ sớm đã bị một đào của Diệp Trần chém thành hai khúc. Đương nhiên, thực lực của Vân Phá Thiên thật ra thì cũng không có yếu như vậy. Chủ yếu là trước đó đánh với Lạc Huyền Băng lâu như vậy, đã tiêu hào không ít trần nguyên. Hơn nữa lại bị Diệp Trần đột nhiên đánh lén. Lại tìm hắn đối với Diệp Trần vẫn luôn tương đối khinh thường, đủ loại nguyên nhân kết hợp lại. Lúc này mới dẫn đến tình trạng thất bại thảm hại như bây giờ đã hoàn toàn không có khả năng trở mình lòng lão đại cứu ta dưới sự bất lực vần phát thiên thế mà hướng long thần kêu cứu oanh một tiếng mặt thấy một đạo kia của diệp trần sắp rơi xuống vần phát thiên coi như không chết cũng phải trọng thương ngay vào lúc này bỗng nhìn một đạo hư ảnh của một con cự long màu vàng kim từ một bên bay ra ngăn ở trước mặt vần phá thiên chính nghe ầm ầm hai tiếng đã mang của Diệp Trần chém xuống phía trên hư ảnh con cự long bầu vàng kim kia. Chỉ nghe răng rắc, bành một tiếng. Đạo đạo mang kia và hư ảnh một con kim long này, tính cả hư công xung quanh, lập tức tất cả đều vỡ vụn. Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ lực phản chấn cường đại. Thân thể không thể không nhoáng một cái, nhìn không được lùi lại bả bốn bước. Mà đợi đến khi không gian xung quanh khôi phục lại bình thường lần nữa, chỉ thấy ở trước mặt vần phá thiên kia, xuất hiện một đạo thân ảnh thành điền cảo lớn người này chính là long thần diệp trần không thể không khẽ trao mày đây gần như nên tính là hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị đứng đầu bảng tiên kiêu này xuất thủ không thể không nói thực lực của con long thần này so với hắn tưởng tượng còn phải lợi hại hơn nhiều cho dù là hắn hôm nay cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể đánh bại được tên này đâu phải biết là tu vi của hai người bây giờ đều đã áp chế ở cảnh giới nguyên anh coi như tu vi của hắn cao hơn long thần một chút nhưng cũng không cao hơn quá nhiều mà hai người nếu như hoàn toàn khôi phục lại tu vi long thần chỉ sợ ít nhất cũng là cảnh giới hóa thần hậu kỳ mà diệp trần lại chỉ là có cảnh giới nguyên anh đỉnh phong lúc đó thì chênh lệch thực sự quá nhiều hắn coi như xử xuất tất cả con át chủ bài chỉ sợ cũng gần như không có nắm chắc có thể đánh bại được tên này không hổ là đứng đầu bảng thiên kiêu diệp trần âm thầm cảm thán trong lòng một câu không tiếp tục xuất thủ nữa Long thần cũng tương tự thật sâu nhìn Diệp Trần, liếc mắt cười ha ha rồi nói. Diệp huynh đệ, mọi người có thể đi tới nơi này cũng đã cực kỳ không dễ dàng, cần gì phải đội chiến ở chỗ này chứ. Huống chi, người đánh lén sau lưng, thực sự có chút không ổn, có thể cho ta một bộ mặt hay không. Việc này còn như vậy là thôi đi, được chứ. Diệp Trần nghe được điều này, không thể không khẽ trao mày. Long thần này có cách đối nhân xử thế, khó tránh khỏi có chút quá khôn khéo. Vậy mà ai cũng không đắc tội, mà luôn luôn thích ở lúc người khác cần trợ giúp nhất mới đột nhiên đứng dậy. Không thể tránh khỏi hiểm nghi có ý định đôi kéo lòng người. Không thể không nghi ngờ là muốn cho người ta để tầm tới hắn. Tuy nhiên lòng thần đã ra mặt. Diệp Trần vẫn muốn xử lý vần phá thiên. Rõ ràng là rất không có khả năng. Thế là xuống nước mà nói. Được, ta cho lòng thần huỳnh đệ mặt mũi này. Chỉ cần hắn không đến trều chọc ta vào huyện băng tiên tử. Chuyện lúc trước ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Nói xong câu này, thân thể Diệp Trần hơi trao đảo một cái, đi tới trước mặt Lạc Huyền Băng. Người không sao đấy chứ? Không gợi tới, trong đôi mắt đẹp của Lạc Huyền Băng chợt hiện lên một vẻ phức tạp, sau đó thì lạnh như băng nói. Ta có sao hay không, thì có quan hệ gì tới ngươi? Mời người sau này đừng quản tới việc của ta. Quảng xuống một câu nói lạnh lùng như vậy, Lạc Huyền Băng trực tiếp quay người về tới trong đạo trường tu luyện của chính mình. Diệp Trần lập tức ngạc nhiên bột trận. Câu này là sao chứ? mình đã làm sai cái gì cả. À? Tròn vẹn sửng suốt một lúc lâu, Diệp Trần vẫn còn chưa có hiểu rõ ràng nguyên do trong đó. Nơi nhân này trước đó rõ ràng còn rất tốt, làm sao lại trở mặt liền trở mặt rồi. Chẳng lẽ là bởi vì trước đó ta xuất thủ làm mất đi thể diện của nàng ta, cho nên mới như vậy sao? Ngay vào lúc Diệp Trần nghĩ mãi mà không có cách giải thích, Vân Phát Thiên vừa oán giận nhìn Diệp Trần, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi tới khu 10 cái đảo trường tu luyện chọn một trong chín cái còn lại rồi ngồi vào trong đó. Khoảng thời gian từng chút xíu một trôi qua, chẳng mấy chốc, thế mà lần lượt đi tới tầng tinh vực thứ bảy. Người thứ năm đến chỗ này rõ ràng là nhạc vô kỵ. Khi nhạc vô kỵ nhìn thấy Diệp Trần ngồi ở vị trí đỉnh cao nhất, hiện nhiên cũng cảm thấy ngoại ý muốn. Tuy nhiên hắn dường như cũng không có ý tứ muốn tranh đoạt vị trí của Diệp Trần. Ngược lại hướng về phía Diệp Trần hiện ra nụ cười ấm áp. Diệp huynh đệ, Trước đó đà tặng người nhường yêu đan băng giáp mãnh tượng cho ta. Chờ ra khỏi mê là tình hại, huynh đệ ta chắc chắn có thẩm tạ khác. Diệp Trần có ấn tượng đối với nhạc vô kỳ này cũng tính là không tệ. Thế là khẽ mỉm cười mà nói. Nhạc huynh khai khí rồi, chúng ta là giao dịch công bằng, không cần phải nói cảm ơn. Nhạc vô kỳ cười ha ha một tiếng rồi nói. Diệp huynh đệ rõ ràng nhường yêu đan cho ta, vậy mà vẫn còn có thể chạy tới tầng tinh vực thứ bảy trước ta. Thật là khiến người ta bội phục đấy mấy người còn lại nghe được đối thoại của hai người. Ngoài trừ Lạc Huyền Băng biết Trần tướng chuyện này ra, thì ba người khác tất cả đều thì nhau hiện ra vẻ chấn kinh. Nghe ý tứ trong lời nói này của nhạc vô kỵ, Diệp Trần trước đó vậy mà đã bán yêu đàn cho nhạc vô kỵ. Hơn nữa bởi vì cái nguyên nhân này có lẽ làm mất không ít thời gian, không đi tới cuối cùng vẫn đi tới trước nhạc vô kỵ, thậm chí chỉ vẹn vẹn đến sau long thần một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Điều này không thể không khiến người ta một lần nữa đi suy nghĩ năng lực của tiểu tử này. Nhất là Long Thần, vẻ mặt vẫn luôn luôn vô cùng lạnh nhạt, sâu trong đôi mắt cũng không thể không hiện ra vẻ ngưng trọng nồng đượm. Tuy rằng biểu hiện của Diệp Trần có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng theo như hắn thấy, chắc chắn vẫn còn nằm bên trong phạm vi kiểm soát. Thế nhưng là mấy câu nói vừa rồi của nhạc vô kỵ lại thêm ẩn oán gút mắc giữa vần phá thiên và Diệp Trần là quyền bằng trước đó, hắn đại khái có thể đạt được một cái kết luận. Diệp Trần ở tầng tinh vực thứ tư có lẽ mất một đoạn thời gian rất dài. Nếu như lúc trước hắn không có cứu lạc huyền băng, không có bán yêu đàn bằng giáp mãnh tượng cho nhạc vô kỵ, vậy thì chẳng phải là có tốc độ vượt ải so với mình còn nhanh hơn rất nhiều sao. Vừa nghĩ đến đây, Long Thần vẫn luôn tính trước mọi việc, lập tức cũng có chút mất bình tĩnh, thậm chí ở sâu trong đôi mắt mơ hồ hiện ra một vệt sát ý. Tuy nhiên chẳng mấy chốc lóe lên rồi biến mất ngay. Sau khi nhạc vô kỵ vừa mới ngồi xuống không lâu, tiếng nghe ầm ầm mấy tiếng thế mà có hai lần liên tiếp dùng mạnh gần như đồng thời chuyển đến từ đằng xa chẳng bấy chốc lần này thế mà cùng một lúc có hai người tới chẳng bấy chốc hai đạo thân ảnh kia điển xuất hiện ở trước mặt mọi người đây là một nam một nữ nam thân hình khôi ngô sát khí ngút trời nữ nhân thân hình xinh đẹp yêu kiều trên người hiện ra vẻ quyến rũ một nam một nữ này bỗng nhiên chính là hai vị khác bên trong thập đại thiên kiêu tuyệt vô địch và phong hỏa vũ đến tận đây mê la tinh hải mở ra lần này bởi vì bên trong thập đại thiên kiêu lúc này đã tề tựu toàn bộ đợi đến khi hai người trước mặt nhìn thấy mấy người long thần và là huyền băng tuy rằng cảm giác có chút thất bại tuy nhiên cũng không kinh ngạc chút nào cả dù sao những người ở trước mắt này xếp hạng vốn ở bên trên bọn họ tới nơi này trước hai người bọn họ cũng không phải là không thể chấp nhận thế nhưng là khi hai người nhìn thấy người sánh vai cùng long thần và là huyền băng không phải là Vân Phá Thiên hay là Yến Cuồng Sinh. Thay vào đó lại là Diệp Trần không có danh tiếng gì cả. Hai người lập tức đều ngây ngẩn cả người. Nhất là tuyệt vô địch, hai mắt cắt gao nhìn chăm chăm Diệp Trần một lát, gần như đều hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn ngay lập tức. Tiểu ấu tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng lòng lão đại, huyện băng tiên tử đứng ngang hàng sao. Diệp Trần liếc qua tuyệt vô địch, lạnh lùng nói, ta không xứng, chẳng lẽ người xứng sao? Thật ra thì Diệp Trần từ đáy lòng là mong mỏi tuyệt vô địch kiều chiến chính mình. Như vậy, hắn có thể thừa cơ hội một lần hành động giết chết người này hoặc là đuổi hắn ra khỏi mê lạ tình hại. Không gần tới tuyệt vô địch khẽ trao mày, nhìn thấy vần phá thiên và yến cuồng sinh ở phía dưới thì dường như nghĩ tới điều gì. Cuối cùng vậy mà không có tiếp tục mở miệng phản bác, ngược lại ngoan ngoãn nhảy vào đạo tràng tu luyện đẳng cấp thứ hai. Nghĩa là khu 10 cái đạo tràng rõ ràng là tuyệt vô địch trực tiếp từ bỏ kết quả này ngược lại là có chút vượt qua ngoài sự dự liệu của Diệp Trần, để cho người ta có chút hơi thất vọng. Nếu như tuyệt vô địch chủ động Kiều chiến hắn, hắn có thể danh chính ngôn thuận giả tay với tuyệt vô địch. Bằng không, lấy tiểu tính của lòng thần kia thì hơn phân nửa lại muốn xuất thủ xen vào việc của người khác. Hơn nữa, lục trước hắn đầu tiên là đắc tội Yến Cuộng Sinh và Vân Phá Thiên, thậm chí còn có lòng thần kia. Diệp Trần cũng không tính toán được ý định thực sự của người này nếu như hắn cố tình ngang nhiên ra tay với tuyệt vô địch khó đảm bảo những người này sẽ không liên hợp lại trước tiên giải quyết chính mình còn hắc mã này đi cho nên sau khi trải qua suy nghĩ một phen diệp trần quyết định trước tiên vẫn nên án bình bất động sau khi tuyệt vô địch và phong hòa vũ đến sau đó thì mọi người lại đợi trọn vẹn liên tiếp hai ngày cuối cùng ở ngày thứ ba mới tiếp tục thấy có người đi tới tầng tinh vực thứ bảy bởi vậy cũng có thể từ khía cạnh này nhìn ra được những người bình thường vượt quan kia tuy rằng cũng đều là nhân vật thiên tài của các đại môn phái thế nhưng so với thập đại thiên kiêu cuối cùng vẫn là có khoảng cách lớn không thể nào vượt qua trong chớp mắt thời gian đã trôi qua được 13 ngày tu vi của diệp trần lúc này đã khôi phục tới cảnh giới nguyên anh tầng 6, ngang với long thần mà tới khi người thứ 33 bước vào tầng tinh vực thứ bảy này thì trên trời cao đột nhiên vang đền một giọng nói lạnh lùng và hùng hậu chúc mừng các vị tất cả những người vượt ải lần này toàn bộ đều đã đến đồng đủ. Thông thiên tháp ngay lập tức sẽ mở ra. Mời các vị lập tức tập hợp trước thông thiên tháp, ngay lập tức sẽ tuyên bố quy tắc thông quan lần tiếp theo. Theo giọng nói này vang lên, những người kia vốn đang tu luyện ở trên đài cao, tất cả lập tức đều thi nhau nhảy xuống, nhanh chóng đi tới trước tòa tháp cao hùng vĩ kia. Mà lúc đầu tiến vào Mê La Tinh Hải, có tổng cộng tới 100 người. Đến bây giờ, thì chỉ còn lại có hơn 30 người. Hơn 60 người còn lại, hiện nhiên không phải chết thì cũng chính là bóp nát ngọc giản truyền tống không gian đã rời khỏi mê la tinh hải rồi. Sau khi tất cả mọi người tập hợp trước thông thiên tháp, giọng nói lạnh đùng kia lập tức vang lên phèn nữa. Các vị, tòa thông thiên tháp trước mắt này có tổng cộng 18 tầng. Mỗi một tầng đều sẽ có một người giữ cửa. Ai thông qua được càng nhiều cửa ải, thành tích cũng sẽ càng cao, mà trong những người các ngươi cuối cùng chỉ có 8 người đứng đầu mới có thể tiến vào tầng tinh vực thứ 8. Sau khi giọng nói này vang lên, những tên thiên tài bình thường khác ở xung quanh lập tức bắt đầu nhỏ giọng bàn luận. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là đều không có cơ hội ư, dựa vào chúng ta lấy cái gì đi tranh với thập đại thiên kiều chứ. Lúc này giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên phèn nữa. Các vị, mỗi một người giữ cửa ở một tầng sẽ căn cứ vào tù vi của các ngươi mà áp xúc thực lực của bản thân đến tỷ lệ nhất định. Cho nên trước mắt tu vi càng cao, ngược lại thì càng ăn thiệt thòi lớn. Như vậy là một loại khảo hạch rất công bằng. Nghe xong quy tắc này thì rất nhiều người ngay lập tức trở nên thật hưng phấn. Nhất là những người cuối cùng tiến vào tầng tinh vực thứ bảy kia. Bọn họ căn bản cũng không có kịp tới để tu luyện, mới chỉ miễn cưỡng đạt tới cảnh giới nguyện anh mà thôi. Tu vi so với những người tiến vào tầng tinh vực thất trọng đầu tiên, vậy thì là những người long thần phải kém hơn một mạng lớn. Bây giờ ở dưới loại quy tắc này, thế yếu ngược lại trở thành ưu thế. Ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới, cái quy tắc này vậy mà cũng hố người như thế, lập tức có một loại cảm giác đang bị trêu đùa. Mà Long Thần ở một bên cũng không thể không cười khổ mà nói. Xem ra, ai này là muốn nói cho chúng ta biết, con đường tu luyện dục tốc bất đạt, tu vi tăng lên quá nhanh, chưa chắc đã phải là chuyện gì tốt. Nói đến đây, Long Thần dừng lại một chút, chậm rãi từ trong đám người đi ra, cất cao giọng nói. Đã như vậy, vậy thì do ta đến vì một người đánh một trận đầu, các vị không ý kiến gì chứ? Long Thần bất luận là thực lực hay đã uy vọng, đều là người đứng đầu trong mọi người. Tự nhiên không có người nào dám can đảm phản đối. Hơn nữa bọn họ cũng ước gì có người có thể thay bọn họ đi ở phía trước dò đường. Long Thần đi tới trước thông thiền tháp, cửa tháp cao tới mấy chục mét kia lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó tự động mở ra từ từ Long thần không do dự Trực tiếp bước vào trong đó Cửa tháp lại chậm rãi khép lại Mà cùng lúc đó Mọi người phát hiện tầng thứ nhất của thông thiền tháp Phát ra một đạo ánh sáng sáng chói Lại qua một lát sau Oanh một tiếng Tầng thứ hai của thồng thiền tháp đột nhiên sáng lên Mọi người ngay lập tức phát ra Từng tiếng kinh hồ Lại qua một lát Tầng thứ ba cũng phát ra một đạo ánh sáng sáng chói Ngày sau đó chính là tầng thứ tư Tầng thứ năm Ước chừng khoảng một giờ sau, thông thiên tháp tầng thứ tám đã sáng lên. Lòng lão đại đã sống đến cửa thứ sáu rồi. Không hồ là thiên kiều đứng đầu bảng đấy. Xem ra thông thiên tháp này có lẽ cũng không có khó sống quan như vậy. Cái này cũng khó mà nói được. Người cho rằng ai cũng có thể đánh đồng với lòng lão đại sao? Mọi người thi nhau bàn tán. Tất cả đều gắt cao nhìn chăm chăm vào sự biến hóa của thông thiên tháp. Chẳng mấy chốc, tốc độ vượt ải của lòng thần đã bắt đầu từ từ hạ thấp xuống. Tầng thứ sáu dùng trọn vẹn tới 2 giờ mới thuận lợi thông qua. Trong chớp mắt, đã đã qua được khoảng thời gian hơn nửa ngày, cũng mới vẹn vẹn đạt tới tầng thứ 9 mà thôi. Lại dùng tới thời gian gần một ngày, khó khăn lắm mới chỉ đạt tới tầng thứ 10. Lại qua khoảng thời gian này, thì ba ngày nữa đạt tới tầng thứ 14. Sau 8 ngày thì đạt tới tầng thứ 15. Mà ở bên trong thời gian 8 ngày này, phong ấn trong cơ thể của mọi người cũng đang chậm rãi giải phòng ấn. Cho dù là không tu luyện, tu vi cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Không muốn tăng tu vi cao lên cũng không được. Đến lúc này, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra được Long Thần tại sao phải làm vượt quan thứ nhất. Bởi vì càng vượt quan sớm thì hiển nhiên sẽ có ưu thế càng lớn hơn. Sau khi mọi người phản ứng lại, tất cả đều không hiện mà cùng tới gần cửa tháp. Hiển nhiên đều muốn vượt quan sớm. Đúng lúc này, trong đám người hai mắt tuyệt vô địch đảo một cái trên mặt hiện ra vẻ âm độc bỗng nhiên lách mình từ trong đám người nhảy ra ngoài cất cào giọng nói các vị lòng lão đại đã làm một cái gương cho chúng ta tiếp theo chúng ta nên vượt quan như thế nào ta cảm thấy mọi người có cần phải thường lượng thật tốt một chút không nói đến đây tuyệt vô địch không biết là vô tình hay cố ý liếc qua diệp trần tiếp tục cười nói ta có một cái đề nghị không bằng chúng ta theo trình tự vượt quan cứ dựa theo vị trí trước đó ở trên tượng đài của tinh thần sơ thủy mà tiến hành. Các vị có ý tứ như thế nào? Mọi người nghe được điều này thì tất cả lập tức đều vì đó mà sửng sốt một chút. Ta tán thành, ta cũng tán thành. Vân Phá Thiên và Yến cuồng Sinh dẫn đầu từ trong đám người này đứng dậy, biểu thị đồng ý. Dựa theo thứ tự tiếp hạng ở trên tài tượng của tinh thần sơ thủy thì xếp hạng của bọn họ đều rất gần với phía trước. Mà Diệp Trần thì lại là thứ nhất đếm ngược từ dưới lên. Tuyệt vô địch nói ra ý kiến này thì rõ ràng đã đang nhằm vào Diệp Trần. Bọn họ tự nhiên cũng vui vẻ và tán thành. Tuyệt vô địch cười đăng ý, ngược lại lại nhìn về phía phòng hòa vũ và nhạc vô kỵ. Phòng sư tỷ, nhạc sư huynh, chắc là hai vị cũng không có ý kiến gì chứ. Phong Hoa vũ suy nghĩ một lúc, lập tức cũng nói theo. Ta cũng đồng ý. Nhạc vô kỵ thì im lặng không nói gì, mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng cũng coi là chấp nhận rồi. Đến tận đây, trong bài đại thiên kiêu ngoại trừ Long Thần còn đang vượt ải và Lạc quyền băng vẫn luôn không nói một đời, thì năm người còn lại đã đạt thành chung nhận thức. Về phần những người khác, mặt thấy mấy tên đại thiên kiều lên tiếng. Bọn họ tuy rằng không có cam lòng, nhưng cũng biết căn bản không phản kháng được, nên phải thì nhau biểu thị đồng ý. Lạc quyền băng há to miệng, dường như muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn nhịn lại. Diệp Trần nhìn vẻ mặt của mọi người để vào trong mắt, chỉ là cười lạnh không nói thêm gì. Nói cho cùng, thì ở chỗ này bảy đại thiên kiều có quyền nói chuyện tuyệt đối. Tuyệt vô địch, Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh rõ ràng đã đạt thành chung nhận thức muốn cùng nhau gạt bỏ hắn. Nhạc Phố Kỳ tuy chẳng có chút giao tỉnh với hắn, nhưng chưa chắc đã giúp hắn. Còn với Lạc Huyền Băng, dường như cũng đang cố gắng xả lánh hắn. Cho nên lấy tù vị bây giờ của hắn còn chưa đủ để xử lý ba người này cho nên chỉ có thể trước tiên tạm thời nhẫn nhịn thôi Chợp mặt một cái lại hai ngày trôi qua thông thiền tháp bỗng nhiên lắc lư kịch liệt bộ trận sau đó âm một tiếng một bóng người từ tầng thứ mười lăm trong thông thiền tháp trực tiếp bị bắn bay ra ngoài bỗng nhiên chính là long thần chỉ thấy vẻ mặt của long thần trở nên trắng bệch dường như là bị thương nặng từ sau khi từ trong thông thiền tháp bắn ra lúc này thân thể nhoáng một cái trở lại bên trong đạo trường tu luyện của chính mình bắt đầu tĩnh dưỡng điều tức. Cùng lúc đó, giọng nói hùng hậu lạnh lùng kia lại vang lên ở trên trời cao. Long thần vượt tầng qua là 15 tầng, vị trí kế tiếp. Sau khi giọng nói rời xuống, cửa lớn thông thiền tháp lại từ từ mở ra. Dựa theo trình tự mà mọi người đã trao đổi, định ra trước đó, thì tự nhiên người xếp thứ hai trên tượng đài ở tinh cầu sơ thủy là Lạc Huyền Băng. Tuy nhiên lồng mày của Lạc Huyền Băng lại nhíu chặt, không biết là đang suy nghĩ cái gì cũng không có lập tức bước vào trong đó mà vân phá thiên ở bên cạnh thì lập tức có chút không kiên nhẫn nhìn không được thúc giục nói huyền băng tiên tử nếu như người muốn từ bỏ vậy ta coi như lên trước nhé là huyền băng do dự một lát cuối cùng hử lạnh một tiếng vẫn là chậm rãi bước vào trong đó cửa tháp khép lại một lần nữa tầng thứ nhất của thông thiên tháp cũng phát ra một đạo ánh sáng sáng chói chẳng bay chốc tầng thứ hai tầng thứ ba rồi tầng thứ tư cùng từ tầng thứ sáu thì tốc độ của lạc huyền băng cũng bắt đầu giảm xuống các người có phát hiện hay không lòng lão đại và băng huyền tiên thử đều là từ tầng thứ sáu thì tốc độ bắt đầu trở nên chậm nói cách khác bắt đầu từ tầng thứ sáu độ khó khi vượt ải sẽ tăng lên rất nhiều đấy không biết ai thốt ra một câu nói như vậy lập tức đạt được sự đồng thuận của mọi người lúc này lại có một giọng nói từ phía sau đột nhiên vang lên lời này của người cũng không hoàn toàn chính xác Mọi người theo nơi phát ra giọng nói đó nhìn lại. Chỉ tới người nói chuyện này bỗng nhiên chính là Long Thần trước đó còn đang buồn bực điều tức tĩnh dưỡng. Không biết từ lúc nào cũng đã đi tới trước thông thiền tháp. Bản thân của hắn dường như đã điều tức xong rồi. Là Long Lão Đại. Mọi người thấy Long Thần xuất hiện, tất cả lập tức đều mừng rỡ. Đã có người không nhịn được mà hô to lên. Long Lão Đại, lời nói vừa rồi của ngài là có ý gì? Đúng vậy đó nhà, Long Lão Đại bên trong thông thiên tháp này đến cùng là có tình huống như thế nào? Còn xin ngài nói cho chúng ta biết một chút được không? Đám người vân phá thiên, tuyệt vô địch, hai mắt của tất cả đều lập tức tỏa sáng, thì nhau nhìn về phía Long Thần. Long Thần trước mắt là người đầu tiên duy nhất vượt ải trong thông thiên tháp đi ra. Nếu như có thể từ trong miệng của hắn tìm hiểu được một chút tình huống trong đó, thì tự nhiên cũng có thể lò trước khỏi hỏa. Long Thần bìm cười, cũng không có ý tứ giấu giếm, chậm rãi nói thật ra thì thông thiên tháp này nói đơn giản cũng đơn giản nói khó khăn cũng khó khăn long thần nói đến đây cố ý dừng lại một chút tất cả mọi người lập tức đều dựng lỗ tai lên sợ bỏ sót bất luận một chữ nào long thần tiếp tục lại nói mỗi một tầng của thông thiên tháp đều sẽ có một con khôi lỗi hình người giữ cửa chỉ cần ngươi có thể đánh bại khôi lỗi hình người này thì coi như ngươi qua cửa khôi lỗi hình người ư tất cả mọi người đều sững sờ sau đó thì có người tiếp tục truy vấn nói long lão đại vậy thực lực của những con khôi lỗi hình người này thì như thế nào khẳng định là càng lên cao thực lực khôi lỗi càng mạnh chăng long thần nhà gần đầu nói đấy là đương nhiên mỗi tầng thực lực của con khôi lỗi hình người đều so sánh với tầng cao hơn hẳn là một cái cảnh giới đấy còn con khôi lỗi hình người ở tầng thứ nhất thì sẽ có thực lực tương đường với người nói đến đây long thần sợ mọi người nghe không hiểu thì lại tiếp tục mở miệng mà giải thích. Ví dụ như ta lúc này có tu vi là cảnh giới nguyên anh tầng thứ sáu, vậy thực lực của con khôi lỗi hình người tầng thứ nhất kia cũng là cảnh giới nguyên anh tầng thứ sáu. Mà khôi lỗi hình người tầng thứ hai của thông thiền tháp chính là có cảnh giới nguyên anh tầng thứ bảy, tầng thứ ba là cảnh giới nguyên anh tầng thứ tám, tầng thứ tư là cảnh giới nguyên anh tầng thứ chín, tầng thứ năm là cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, tầng thứ sáu là cảnh giới hóa thần tầng một. Nghe một phen giải thích như vậy của Long Thần, mọi người ngay lập tức giật mình mà hiểu rõ. Khó trách trước đó Long Thần, sau khi đi tới tầng thứ sáu, thì tốc độ rõ ràng hạ xuống. Bởi vì tầng thứ sáu có khối lỗi hình người đã bước vào cảnh giới hóa thần chân chính, thực lực có một cái bay vọt về chất, độ có vượt quan tự nhiên cũng bắt đầu gia tăng lên thật lớn. Mà là quyền băng tiến vào trong thông thiền tháp, vừa vặn cũng là cảnh giới nguyên anh tầng sáu, cho nên cũng đã bắt đầu ở tầng thứ sáu thì sẽ đối đầu với khối đội hình người có thực lực nguyên anh tầng 6. Mà là quyền Băng tiến vào trong thông thiên tháp, vừa vặn cũng là cảnh giới nguyên anh tầng 6. Cho nên cũng bắt đầu từ tầng nhất thì sẽ bắt đầu đối đầu với khối lỗi hình người có thực lực là nguyên anh tầng thứ 6. Cho nên ở tầng thân thiên tháp thứ 6 cũng gặp phải độ khó tăng lên thật lớn. Nói tóm lại, khảo nghiệm lần này là khảo nghiệm năng lực thực chiến của chúng ta. Năng lực chiến đấu vượt cấp càng mạnh, có khả năng vượt qua cửa ải tự nhiên cũng càng nhiều. Cuối cùng Long Thần lại tổng kết ra một câu. Trong đám người, chạy qua một lát trầm tư, mọi người lập tức bắt đầu thì nhỏ bàn tán. Khó trách trước đó quy tắc nói, tu vi càng cao, ngược lại thì càng bất lợi, hóa ra là có ý tứ này. Lòng lão đại có cảnh giới nguyên anh tầng 6, hắn tổng cộng xông qua 15 tầng, cũng chính là vượt qua 15 cái cảnh giới, đẳng cấp kia. Tới tầng thứ 15 kia, thì cô lỗi hình người có thực lực, hả không phải chính là cảnh giới hóa thần đỉnh phong sao? không tệ lòng lão đại không hổ là lòng lão đại quả nhiên là lợi hại quá trong đám người diệp trần nghe toàn bộ lời bàn tán của mọi người vào trong tai lông mày không thể không hờ nhíu năng lực vượt cấp chiến đấu sao đây thế nhìn là điểm mạnh của ta đấy ở bên trong tiếng nghị luận của mọi người ở đây thì tầng thứ 8 thổng thiền tháp đã bắt đầu sáng lên so với long thần là quyền băng vượt qua những tầng đầu có tốc độ hình như nhanh hơn tuy nhiên thấy cảnh này Diệp Trần vẫn không thể không âm thầm lắc đầu. cửa này có lẽ cũng không có hạn chế thời gian, làm gì chắc đó mới là sách lược tốt nhất. Là Quyền băng lại một mực chạy theo tốc độ, thật sự là có chút không khôn ngoan. Chợp mặt một cái, thời gian 8 ngày trôi qua, tầng thứ 13 của Thồng Thiền Tháp đã sáng lên gần thời gian một ngày. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, đột nhiên một tiếng vang hạ xuống, kèm theo đó là một tiếng thở gấp, một đạo thân ảnh màu trắng nổi bật cũng từ trong tháp bắn ra ngoài. Lạc huyền băng, số tầng vượt qua 13 tầng, vị kế tiếp. Giọng nói lạnh lùng kia được vang lên lần nữa, đồng thời cửa lớn tầng thứ nhất thông thiên tháp cũng từ từ mở ra. Mọi người ngay lập tức xì xào bàn tán, phải biết là lạc huyền băng xếp hạng thứ hai trên bảng Bách Điên Thiên Kiêu. Thực lực không chỉ gần với Long Thần, hơn nữa khoảng cách giữa hai người cũng không tính là quá lớn. Gần như đều sắp có thể sánh vai ngang nhau. Thế nhưng là bây giờ, Long Thần ở bên trong thồng thiền tháp, xông qua tầng thứ 15, mà Lạc huyền Băng lại chỉ đến tầng thứ 13. Cái này rõ ràng không có đạt tới mong muốn của mọi người. Haha hà, ha, các vị, ta đi trước một bước nha. Vân Phát Thiền hiển nhiên là có tâm tình không tệ. Sau khi cười to một tiếng, thì trực tiếp chậm rãi bước vào bên trong thồng thiền tháp. Mặt Diệp Trần thì trước tiên đến trước mặt Lạc Huyền Băng. Người không xảo chứ? Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Lạc Huyền Băng dường như bị thương không nhẹ. Không ngờ tới thái độ của Lạc Huyền Băng lại lạnh lùng một cách khác thường. Trên gương mặt xinh đẹp, che kín sườn lạnh, lạnh đùng nói. Ta đã nói rồi, chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi. Mời ngươi sau này cách xa ta ra một chút. Nói xong câu này, thì sâu trong đôi mắt của Lạc Huyền Băng rõ ràng hiền lộ ra vẻ thống khổ. Sau khi quẳng xuống câu nói này, thì thân thể mềm mại trực tiếp nhón một cái, trở lại trong đạo trường tu luyện của chính mình bắt đầu tĩnh dưỡng tiểu tức. Là Quyền Băng liền tiếp có thách độ khác thường, lập tức để cho Diệp Trần càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ thực lực của nàng ta lùi lại có liên quan với ta sao? Nơi nhìn này động tình đối với ta ư? Nghĩ tới đây, Diệp Trần không thể công hùng hằng lắc đầu, hắt kỳ suy nghĩ hoang đường này trong một bên, không thể không thở dài một hơi. Đúng lúc này, bông nhiên đằng sau vang lên giọng nói đầy vẻ trào phúng. Có một số người nha, chẳng những cả gan làm loạn, hơn nữa còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thế mà còn mơ tưởng hão huyền, muốn chiếm được niềm vui của huyền băng tiền tử, thật sự là không biết sống chết. Diệp Trần căn bản không cần quay đầu lại, nghe thấy giọng nói này liền biết lại là tuyệt vô địch, cái tên xa hòa làm người ta chán ghét. Vốn là trước khi tiến vào tầng tinh vực thứ 8, không muốn trêu chọc rắc rối. Thế nhưng là ngươi nhiều lần trêu chọc ta như vậy, thật sự coi ta là dễ bị ức hiếp hay sao? sâu bên trong đôi mắt của Diệp Trần hiện ra vẻ tàn khốc, trong lòng đã có chủ ý. Chỉ trong chớp mắt lại qua thời gian 10 ngày, tầng thứ 14 của thồng thiền tháp sáng lên. Mọi người mau nhìn kìa, vần Phá thiền sư huynh đạt tới tầng thứ 14. Mọi người thì nhào kinh hồ. Tuy nhiên cũng không có duy trì được quá lâu. Tầng thứ 14 sáng lên không tên một giờ. Vậy thì là một bóng người bị bắn ra ngoài. vần Phá thiền số tầng vượt qua 14 tầng giọng nói lạnh lùng lại vang lên ở trời cao. Vị kế tiếp. Sau khi Vân Phá Thiên từ trong tháp bắn ra ngoài, tuy rằng bị thương, thế nhưng mặt mũi đầy vẻ vui mừng. Tuy rằng chưa thể đạt tới độ cao của Long Thần, thế nhưng vượt qua được lạc huyền băng cũng coi như hắn đã hoàn thành một cái tầm nguyện. Sau đó Yến cuồng sinh, nhạc vô kỵ, phòng hòa vũ, trước sau dùng khoảng thời gian gần một tháng, tất cả đều hoàn thành vượt tháp. Yến cuồng sinh dừng bước ở tầng thứ 13 hai người nhạc vô kỳ và phong hòa vũ thì đều dừng bước ở tầng thứ 12. Mà sau khi phong hòa vũ từ bên trong thông thiên tháp đi ra, tiếp theo thì đến lượt tuyệt vô địch. Mà ngay vào thời điểm tuyệt vô địch có ý chí chiến đấu sôi sục, chuẩn bị bước chân vào thông thiên tháp, bỗng nhiên một bóng người hiện lên, thế mà vượt lên trước hắn một bước, tiến vào bên trong tháp.